Xin chào quý vị và các anh chị, chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những hình ảnh tiến độ cũng như là giá thành chung của cái khu vực dự án Aqua City của tập đoàn Novaland tại khu vực xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nha quý anh chị. Và khu vực này chúng ta đang bắt đầu ngay với khu vực này chính là khu vực Sun Harbor 2, nơi mà những cái căn biệt thự đang được xây dựng tái khởi công lại sau hơn 1 năm, gần 2 năm ngừng thi công tại dự án Aqua City. Và đây chúng cũng là những cái căn biệt thự như những cái nơi đầu tiên được xây dựng lại tại dự án này. Trong một vài tháng trước thì Tùng có cập nhật với anh chị khi mà trong hình ảnh thời điểm đó thì mới là xây dựng phần móng, còn hiện tại là các cái căn biệt thự này đang được xây dựng phần thân, và trong vòng khoảng từ 2 đến 3 tháng nữa thôi là nó sẽ hoàn thiện và có thể bàn giao nhà cho cư dân được rồi. Và chúng ta đang ở khu vực Sun Harbor 2, nơi mà có nhiều cái căn nhà cũng như là biệt thự nhất tại dự án Aqua City đã hoàn thành cũng như là đã bàn giao nhà cho cư dân trong một vài năm vừa qua. Và những cái cư dân đầu tiên của dự án Aqua City này hiện tại họ đang sinh sống tại khu vực Sun Harbor 2 và khu vực Grand Villas. Sun Harbor 2 và Grand Villas thì cách nhau bởi ngay một cái con sông nhỏ, rạch nhỏ mà chúng ta đang nhìn thấy ngay trên màn hình này đây. Khu vực Sun Harbor 2 thì là khu vực sẽ phức hợp rất là nhiều, bao gồm là shop house, nhà phố, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập. Còn riêng với phân khu Grand Villas hay còn gọi là phân khu Evergreen 1 thì khu vực này á, thì nó chỉ tập trung chủ yếu là biệt thự đơn lập. Thì biệt thự đơn lập đây thì anh chị có thể chia làm hai loại. Loại mặt tiền thì gọi là shop house biệt thự shop house. Còn mà bên trong thì sẽ là biệt thự đơn lập, và chủ yếu diện tích ở đây sẽ có diện tích là 300 m². Về giá thành của khu vực này ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là khu vực Grand Villas là một cái khu vực có cái diện tích khá là đẹp, vừa phải dành cho một căn biệt thự đơn lập. Thì ở khu vực này hiện tại đang có cái mức giá dao động từ 13 đến 15 tỷ dành cho các loại sản phẩm biệt thự loại trung bình trong khu vực này. Còn các biệt thự mà mặt sông cũng như mặt thự và vị trí đẹp căn góc thì hiện tại đang có mức giá dao động từ khoảng 17 đến 19 tỷ nha thưa anh chị. Đi qua cái kênh rạch nhỏ một chút xíu này thì chúng ta lại quay trở lại với khu vực Sun Harbor 2. Thì Sun Harbor 2 hiện tại thì các loại biệt thự mặt sông đang có cái mức giá dao động trong khoảng tầm 13 tỷ rưỡi. Rồi những căn nhà phố 620 thì đang có cái mức giá dao động trong khoảng từ trên dưới 6 tỷ. Nhà phố 820 thì đang có cái mức giá dao động trong khoảng trên dưới 7 tỷ. Rồi các loại sản phẩm ví dụ như là shop house 6x20 đường 20 m ấy, thì hiện tại đang có mức giá dao động từ khoảng từ hơn 7 tỷ cho đến khoảng hơn 8 tỷ nha thưa quý anh chị. Thì các loại sản phẩm này đã là những sản phẩm đã có nhà, đã có VAT đàng hoàng rồi. Thì đây là những sản phẩm mà về pháp lý thì nó đã là ổn định tại dự án Aqua City, cũng như là anh chị không cần lo lắng nhiều về vấn đề về pháp lý nữa, cũng như là về vấn đề về thi công thì đã bàn giao nhà rồi. Thì hoàn toàn mình có thể yên tâm được cái dự án này. Và dự án Sun Harbor 2, ngay khu vực Sun Harbor 2 thì nó rất là gần với trung tâm thương mại cũng như là khu vực quảng trường. Anh chị có thể nhìn thấy rằng là từ Sun Harbor 2 chỉ một chút xíu thôi, khoảng cỡ vài 300 mét hơn là đã đến với quảng trường cũng như là bến du thuyền rồi. Còn cái khu vực mà anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình này, cái khu vực mà bãi đất cỏ màu xanh này đây, cái khu vực này hiện tại đã tập kết móng cọc rồi. Thì khu vực này dự kiến sẽ là xây dựng khu vực nhà hàng, quán cà phê nằm ngay mặt tiền sông Đồng Nai cũng như là nhìn về phía bến du thuyền. Thì khu vực này hiện tại là vẫn chưa thi công chính thức. Những cái thông tin trước đây thì Tùng có cập nhật với anh chị là dự kiến trong vòng cuối tháng 5 đầu tháng 6, thì bây giờ đến đầu tháng 6 thì chúng ta đang thấy thì mới tập kết cái phần cột để ép cọc mà thôi, còn mà thi công chính thức thì có lẽ vẫn còn phải chờ trong một khoảng thời gian nữa. Và bao giờ bắt đầu thi công cũng như là tiến độ thi công như thế nào thì Tùng sẽ cập nhật của anh chị trong những video tiếp theo nha thưa anh chị. Về cái khu vực nào mà gần với quảng trường của Aqua City nhất thì nó sẽ là các cái phân khu như là Sun Harbor 1, Sun Harbor 2, Sun Harbor 3. Thì các khu vực ví dụ như Sun Harbor 1 là cái phân khu nằm ngay mặt tiền sông Đồng Nai, cái khu vực mà đang được xây dựng dang dở phần móng ngay trước màn hình flycam chúng ta đang nhìn thấy ngay ở đây. Rồi kế đó sẽ là khu Sun Harbor 2 mà chúng ta vừa mới đi qua khi nãy. Có những căn nhà chỉ có cái mức giá dao động khoảng cỡ tầm hơn 6 tỷ, hơn 7 tỷ hoặc hơn 8 tỷ thôi là anh chị có thể sở hữu một căn nhà ngay ở đó rồi. Và
Khu vực Sun Harbor 2 là khu vực mà chúng ta đang nhìn thấy ngay trên màn hình flycam này đây. Sun Harbor 2 thì trước đây thì nó có tên của nó sẽ là phân khu Elite 1. Thì phân khu này cũng đã có một số lượng lớn nhà, chủ yếu là diện tích là 8 nhân cho 20, đã xây dựng xong cũng như là đã được bàn giao nhà dần cho cư dân trong khoảng từ năm ngoái rồi. Thời điểm hiện tại thì phân khu Sun Harbor 3 này thì về pháp lý thì nó cũng hình như là chưa có xong về pháp lý, mà pháp lý hiện tại bây giờ chỉ xong chủ yếu ở phân khu Sun Harbor 2, phân khu Grand Villas cũng như là hơn 100 căn tại phân khu Valencia. Đấy, còn về pháp lý thì tiếp theo thì nó sẽ cập nhật như thế nào thì nếu như Tùng nhận được thông tin Tùng sẽ cập nhật của anh chị ha. Đi qua phân khu Sun Harbor 3 thì chúng ta sẽ đi vào cái khu vực Tai Thỏ của dự án Aqua City. Thì thời điểm hiện tại đến giữa năm 2024 thì hiện tại là cái phân khu này chưa có cái thi công gì thêm cả. Bây giờ thi công lại thì mới chỉ bên phân khu Sun Harbor 2 thôi nha. Rồi cái phân khu Tai Thỏ này thì trước đây nó tên của nó thì nó sẽ dao động sẽ là phân khu Stella và phân khu Elite 2. Nhưng mà tên mới thì nó sẽ là phân khu Evergreen 1, Green 2 và Evergreen 3. Thì phân khu Tai Thỏ này là một cái phân khu rất là đẹp nếu như dành cho các anh chị nào mà muốn ở vừa không quá xa trung tâm nhưng mà cũng muốn ở những cái nơi mà thực sự yên tĩnh và rất là nhiều sông nước thì phân khu Tai Thỏ là một phân khu rất là tuyệt vời. Với những cái căn nhà 6x20, 6x25 và biệt thự thì có là biệt thự 15x20, 15x25, biệt thự 10x20. Thì các cái phân khu này thời điểm hiện tại thì chưa có bắt đầu xây dựng phần móng cho nên là trong 2 năm vừa qua thì cũng không gần như là cũng không có giao dịch gì ở những cái khu vực mà chưa xây nhà này. Đa số các cái giao dịch của Aqua City thì tập trung ở những khu vực mà đã có xây dựng nhà rồi và đã bàn giao nhà rồi. Đó là sẽ tập trung ở phân khu Sun Harbor 2, Sun Harbor 3 và phân khu Grand Villas là các phân khu hiện tại đang được giao dịch. Còn những phân khu còn lại có những cái phân khu nào đã được xây dựng nhiều thì sẽ là phân khu Valencia hay còn gọi là phân khu River Park 2, là một phân khu đã được xây dựng khá là nhiều rồi và cũng đang được hoàn thiện về pháp lý. Và khu vực Tai Thỏ thì nó sẽ có một khu vực đặc biệt hay còn gọi là khu vực mà giới nhà giàu nhất của dự án Aqua City họ sẽ ở đây trong tương lai. Thì những cái căn ở ngay trước màn hình flycam chúng ta đang nhìn thấy ngay ở đây, đây là những cái móng của những cái căn dinh thự. Và những căn dinh thự ở đây thì nó có diện tích dao động trong khoảng 1.300 đến hơn 2.000 mét vuông nha quý anh chị. Diện tích rất là lớn luôn và nó nằm ngay mặt tiền sông này luôn. Và đây là những cái căn biệt thự mà trước đây được bán với mức giá dao động trong khoảng tầm từ 60 cho đến hơn 100 tỷ. Và đây những là những sản phẩm mà giá trị cao nhất của dự án Aqua City luôn. Và cũng là cái nơi mà có căn dinh thự gần trong cái quá trình đang trong cái quá trình hoàn thiện rồi. Đấy, cái căn ở cuối mà chúng ta đang nhìn thấy đó là con có diện tích hơn 2.000 mét vuông. Và trước đây thì mọi người vẫn rất là kỳ vọng rằng sau khi hoàn thiện nó thì nó sẽ trở thành một cái tâm điểm, nhưng mà đáng tiếc khi mà nó chưa hoàn thiện xong thì dự án đã phải ngừng thi công từ cuối năm 2022. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng khu vực này là một khu vực mà rất là tuyệt vời, bởi vì để mà có được một cái vùng đất hơn 1.000 hecta mà đã được quy hoạch bài bản cũng như là quỹ đất sạch lên đến hơn 90%, thì thực sự là để mà kiếm được những quỹ đất như thế này sẽ rất là khó nha thưa quý anh chị. Bởi vì anh chị có thể thấy rằng là luật đất đai mới đã được thông qua trong những năm gần đây, thì chúng ta thấy rằng là việc mà quy hoạch những cái khu vực đất lớn cũng như là để giải phóng mặt bằng được những khu vực đất lớn nó sẽ cực kỳ khó khăn, bởi vì các cái doanh nghiệp họ phải bắt buộc họ phải chi trả theo giá trị thị trường và chi trả theo cái mức, nghĩa là giữa người chủ đầu tư cũng như là giữa người mua và người bán phải thỏa thuận được với nhau. Cái mức giá thành giữa người bán và người mua thì nó sẽ rất là khó để có thể nói chuyện được, bởi vì có người cần tiền thì họ sẵn sàng họ bán với cái mức giá chỉ bằng giá thị trường, người không cần tiền nhiều thì họ sẽ chấp nhận bán với cái mức giá cao hơn thị trường một xíu. Còn cái người mà họ không có nhu cầu cần đến tiền thì nếu anh chị bán gấp đôi, mua gấp đôi hay thậm chí là mua với gấp giá gấp 3 chăng nữa cũng chưa chắc họ đã bán cho các anh chị. Thì cho nên là cái việc mà các cái dự án, đặc biệt cái khu vực này á, phía Aqua City thì Tùng thấy là về
cái mặt bằng thì hầu như là Aqua City đã gỡ được gần như là tất cả các cái vấn đề về mặt bằng rồi, chỉ còn một ít ở phân khu Valencia mà chúng ta đang nhìn thấy ngay ở đây thì còn đang vướng mắc một ít hộ dân thôi. Đấy, còn chủ yếu là về phía dự án ở khu vực này thì dự án Izumi City cũng như là dự án Long Hưng City thì còn đang vướng mắc một số khu vực. Đấy, đặc biệt là phía bên Izumi City còn đang còn khá là nhiều những cái khu vực mà anh chị để ý anh chị sẽ nhìn thấy rằng là những khu vực mà quây tôn không được san lấp mặt bằng là những khu vực mà chủ đầu tư họ chưa có thể nào đàm phán được cái mức giá để mà thu hồi đất của dân. Đấy, để mà cho nên là cái việc mà để càng lâu thì cái việc mà thương lượng giá cũng như là đàm phán nó sẽ càng khó khăn hơn. À, về cái khu vực này á, để làm tại sao lại làm khu vực tuyệt vời, bởi vì chúng ta có thể thấy rằng là về vị trí địa lý cũng như là cái việc mà chủ đầu tư đã có được cái quỹ đất gần đến hơn 90% ở khu vực này, như vậy thì họ giúp cho họ rất là thuận lợi trong cái việc mà triển khai dự án. Và trong tương lai thì khi mà hiện tại chủ đầu tư cũng đã được tỉnh Đồng Nai cũng như là Trung ương đang được tháo gỡ hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn trong cái vấn đề pháp lý của dự án Aqua City, và kỳ vọng là sau khi mà dỡ được cái vấn đề về pháp lý thì cái dự án này sẽ là sao ạ, nó sẽ quay trở lại cũng như là sẽ được thi công lại tốt hơn trong cái thời gian tiếp theo nha thưa quý anh chị. Đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là dự án Aqua City thì trong 2 năm vừa qua chỉ mới chỉ thi công lại một ít thôi, nhưng mà về giá thành của nó thì còn rất là tốt, mức giá thành vẫn còn đang ở nằm ở cái vùng đáy và chưa có tăng trưởng gì đáng kể. Đấy, và nếu anh chị nào có quan tâm đến cái dự án này thì có thể liên hệ với Tùng qua số hotline trên màn hình nha. Rồi, cảm ơn quý vị các anh chị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các anh chị trong video clip lần sau.